Những ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên như nấm trên những tuyến đường nghìn tỷ. Ở đây nhà mặt đường bây giờ phải 300 triệu một mét, không có lưu bán có người ta mua ngay. Đâu là lời giải cho bài toán chấm dứt tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo? Khi chúng ta giải phóng mặt bằng ấy để làm công trình công cộng ấy, như làm đường ấy, nên lấy vào mỗi bên khoảng 50 mét. Sau này chúng ta sẽ có quy hoạch và đấu thầu xây dựng. Thưa quý vị, sau mỗi dự án mở đường giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, hai bên đường phố mới lại xuất hiện nhiều ngôi nhà siêu mỏng, siêu méo có hình thù kỳ dị. Theo khảo sát, hầu hết những ngôi nhà này đều có diện tích đất rất nhỏ, không đủ để có thể xây dựng lại một ngôi nhà rộng rãi như trước. Thế nhưng do giá trị của đất đai tại khu vực tăng lên chóng mặt khi những tuyến đường mới được xây dựng khiến cho người dân không nỡ rời xa, tấc đất, tấc vàng. Đây là thực trạng đáng báo động khi nó đang dần làm mất đi mỹ quan đô thị. Căn nhà phía sau tôi là một trong những căn nhà siêu mỏng tại khu vực Đồng Tàu, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Bình thường kết cấu của một căn nhà sẽ là 4 bức tường, nhưng căn nhà này chỉ có 3 bức tường, trong đó một bức tường lại chung với bức tường của nhà bên cạnh, với diện tích mặt tiền chỉ có gần chục mét vuông. Nhìn từ trên cao, ngôi nhà này như miếng phô mát gắn liền với chiếc bánh lớn chính là ngôi nhà bên cạnh. Trước đây ngôi nhà có diện tích 47 m², nhưng sau khi giải phóng mặt bằng để xây dựng dự án đường nối khu đô thị Đồng Tàu Tam Trinh thì ngôi nhà chỉ còn lại 15 m². Vâng, quý vị và các bạn có thể thấy là khi mà vào trong căn nhà thì cái diện tích nhỏ nhất của căn nhà chỉ rơi vào khoảng một ô gạch, tức là khoảng hơn 20 phân. Điều đáng nói đây lại là nơi sinh sống của một gia đình gồm 3 người. Thực sự là rất chật chội. Nhiều khi ban ngày mình bán hàng, nhà tôi bán hàng thì là phải để hết đồ đạc ra ngoài, hoặc là xe các thứ nó phải để ra ngoài, xong là đến tối mới dắt vào. Thế còn trên phần trên cái tum, xây thêm tum thì là 3 người ngủ chung cho một cái chiếu, chỉ được có 2 mét. Nhiều khi con ngồi học thì bố mẹ ngủ bên cạnh, rất là mệt mỏi. Nhà cửa thì chật chội mà nóng bức. Vừa mỏng lại vừa méo, nhiều căn nhà tương tự cũng xuất hiện rải rác trên các tuyến đường ở Hà Nội. Chẳng hạn như căn nhà này, với chiều sâu chưa đến 1 mét, còn mặt tiền chỉ khoảng 7-8 m². Thế nhưng nó lại được tận dụng cho thuê làm nơi buôn bán. Ở đây nhà mặt đường bây giờ phải 300 triệu một mét, không có lưu bán có người ta mua ngay. Đấy, vì nhà bên cạnh nó mua ngay. Cái mở đường buồn cười lắm, có người đang ở mặt đường nhá, bây giờ là phải đi chỗ khác và đưa vào trong ngõ, người trong ngõ lại ra mặt đường, thế nó thay đổi lắm. Trên những tuyến đường mới mở, những căn nhà siêu mỏng siêu méo cứ thế mọc lên như nấm mà chưa được xử lý dứt điểm. Thậm chí nhiều nhà còn tự ý cơi nới lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Nó quá là siêu mỏng, nguy hiểm lắm, không ở được, kể cả ở đâu cũng vậy. Coi là nó diện tích nó quá hẹp mà mình cứ cố tình làm lên, nó mắt thẩm mỹ nhìn khách quan nhìn vào nó xấu chứ. Đấy, ta lên, nếu mà dẹp được ta lên dẹp. Ai cũng muốn là một con đường thì nó phải đồng bộ cả về chiều cao lẫn mặt tiền và hành lang rồi đường xá. Và khi mà không đẹp như thế thì ai nhìn vào cũng cảm thấy là không ổn. Và anh nghĩ là đây là một cái gọi là cái kết quả của một cái sự quy hoạch không đồng bộ dài lâu. Trên thực tế, những căn nhà siêu mỏng siêu méo đang tồn tại trên khắp thành phố Hà Nội đều có lý do cho sự ra đời của nó. Mặc dù chính quyền thành phố đã có nhiều biện pháp để xóa bỏ nhà siêu mỏng siêu méo, nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Sau khi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Vành Đai 2, ngôi nhà tại phố Đại La, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội này bỗng dưng có 4 mặt tiền. Chỉ rộng 15 m², méo mó, nằm ngay giữa đường. Chủ nhà phải dùng những tấm biển hiệu để che bớt hình thù kỳ dị của ngôi nhà. Cái căn nhà này thì trông nó bất cập cả một cái con đường luôn, chứ không phải là riêng gì ở đây ấy cả. Cũng không hoạt động sử dụng được, ở được mà cũng bán hàng thì cũng không thể, không sử dụng được trong vào một mục đích gì, nên nhìn nó lại không đẹp nữa, nên nó rất là thiếu mỹ quan. Sở dĩ căn nhà này vẫn được tồn tại là bởi theo quy định của thành phố Hà Nội, dự án công trình trọng điểm liên quan đến Vành Đai 2 phải dưới 15 m² mới bị thu hồi. Theo các chuyên gia, hiện nay trong luật vẫn tồn tại nhiều bất cập dẫn đến việc khó xử lý những căn nhà siêu mỏng, siêu méo. Trong các luật nhà ở phải có một định nghĩa
khái niệm rõ ràng như thế nào là một căn nhà để cho người dân sống ở đó. Chúng ta không thể sống ở cái căn nhà bé tẹo ấy, xong mà xe máy thì để ở ngoài đường, tối thì cất vào, bên trong thì sinh hoạt hết sức là bất tiện. Cái thứ hai là chúng ta phải cho một cái giới hạn tối thiểu về diện tích đất mà cá nhân hộ gia đình được quyền sử dụng. Khi chúng ta thu hồi đất để làm đường, làm công viên, các công trình công cộng thì chúng ta phải có biện pháp để mà xử lý toàn bộ cái phần đất còn lại của cái người sử dụng đó. Để giải quyết nhà siêu mỏng siêu méo, Hà Nội đã có nhiều giải pháp, từ tuyên truyền vận động người dân hợp thửa, hợp khối, kêu gọi các doanh nghiệp đứng ra để thu hồi các mảnh đất quá nhỏ, đến việc áp dụng cơ sở pháp lý để xử phạt. Vậy nhưng đến nay, vẫn còn đến hơn 100 ngôi nhà siêu mỏng siêu méo, và con số này có nguy cơ tăng thêm. Khi chúng ta tiến hành để giải phóng một cái khu vực mà có dân cư, thì chúng ta phải tính toán một cách kỹ lưỡng, tránh là trình toạng chỉ có vẽ trên bản đồ, mà chúng ta không tính toán đến những vấn đề liên quan đến thực địa. Về vấn đề này, có lẽ chúng ta phải có một chính sách riêng, chúng ta cần phải có một cái sự nghiên cứu để và đánh giá rất công phu những vấn đề về mặt thực tiễn. Khi chúng ta giải phóng mặt bằng ấy để làm công trình công cộng ấy, như làm đường ấy, thì phải lấy vào, nên lấy vào mỗi bên khoảng 50 mét. Để làm sao? Để cái 50 mét đó, sau lấy vào đó, sau này chúng ta sẽ có quy hoạch và đấu thầu xây dựng, thì cái chỗ tiền mà bán đất ở chỗ đó cho thuê đất đó sẽ tái đầu tư lại cho thành phố. Và như vậy, đấy là chủ trương lấy đất đô thị nuôi đô thị là như thế. Không thể phủ nhận các nỗ lực trong việc ngăn chặn sự nở rộ của các ngôi nhà siêu mỏng siêu méo trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, cần giải pháp đồng bộ từ chủ trương chính sách trong đền bù giải tỏa, quản lý đô thị và thu hút đầu tư. Mắt xích đột phá cho vấn đề này là một cái nhìn tổng thể về quy hoạch khi làm đường và xây dựng đô thị.